Chào Nị, hôm qua cô xem được một video về một em gấu trúc siêu dễ thương luôn. Cho Nị xem nè. Dễ thương ha này ha. Bé gấu này á tình cảm ghê á, cứ sợ bị bỏ rơi nên cứ ôm lấy cái chân chú này hoài luôn. Nhưng mà Nị thấy chú đang chặt mấy cây trúc không? Đó là chú đang chuẩn bị đồ ăn cho bé gấu đó. Mà tại bé gấu không có hiểu nên cứ ôm chân chú. Do vậy á, nên là chú buộc phải đẩy bé ra xa hàng chút. Thì tại chú cũng chỉ muốn tốt cho bé gấu thôi, chứ nếu cứ ôm chân khư khư vậy á, thì chú đâu có kịp làm việc và cũng không có chăm sóc bé gấu được. À, cũng giống như mấy lần á, Nị cứ đòi ba hay mọi người chơi với Nị á, mà ba bận nên không có chơi với Nị nhiều được. Xong rồi lại nghĩ linh tinh, nghĩ là ba không thương mình. Không phải vậy đâu nha Nị. Hoặc là những lúc ba nói Nị á, tự tập làm việc nhà nè, hay là xem những gì mới có ích á, chứ đừng đọc mãi mấy cái truyện tranh cũ, xem mấy cái clip nhảm. Hoặc là mỗi khi bơi á, thì mình cần tập bơi vài vòng trước khi mình chơi với nước. Tất cả á, đều là lo cho Nị, muốn Nị có một tương lai tốt hơn. Do vậy á, ba mới đẩy Nị ra xa ba một chút để Nị tự lập hơn, vậy thì sẽ tốt hơn cho Nị. Chứ Nị nghĩ kỹ lại coi mọi việc ba đã làm cho Nị bao nhiêu năm qua, thì Nị sẽ thấy mấy cái việc ba muốn Nị tự làm đâu có là gì so với mấy việc mà ba đã làm cho Nị đâu. Đâu phải cứ đưa cho Nị điện thoại, laptop để Nị mặc sức chơi game, mặc sức xem clip nhảm cho đã, vậy là thương Nị đâu. Cái đó thật ra là hại Nị á. À, vô trách nhiệm với Nị á, muốn rảnh tay, không có phải bận tâm chăm lo gì cho Nị hết nên mới để cho Nị tự chơi như vậy đó. Nị suy nghĩ đi, coi có đúng không Nị? Ba, vì thương Nị thôi nên là ba đã phải chịu rất nhiều vất vả để cho Nị có một cuộc sống tốt. Nên chịu khó nha, nhìn xa hơn để thấy tình thương của ba dành cho Nị nha Nị. Đừng có như bé gấu, bé gấu là bé gấu chứ không phải là người. Mình bé gấu không có hiểu, nhưng mà mình là người mà mình có suy nghĩ, nên suy nghĩ nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.